ok, đứa này nó nói là lấy cái nick giả, cái tên là chữ H thôi nha. Nó nói là ăn nói toàn chính trị, không nói đạo, ăn nói bậy bạ. Đạo giải thoát. Đạo giải thoát là đạo của Thượng Đế toàn năng ban cho để hướng dẫn nhân loại, hướng dẫn chúng sinh. Mà nhân loại trong đó, đó là có đủ thành phần, nào là nghề ngỗng đủ thứ hết, và trong đó có cái nghề chính trị nữa. Mà chính trị nhân loại là cái phần thành phần chính trị kêu bằng ham mê thích muốn hưởng thụ đủ thứ sợ bần. Bây giờ trước mắt nhân loại chúng ta đang đối đầu với những bế tắc kinh hoàng khốc liệt mà do cái bọn chính trị nhân loại gây ra. Và đạo giải thoát hướng dẫn cho tất cả nhân loại, trong đó có cái bọn chính trị nhân loại. Mà cái bọn chính trị nhân loại là cái bọn hơn cái bọn nào? Hơn hết là cái bọn cần phải chấp hành khẩn cấp. Cái bọn chính trị nhân loại tụi bay đó. Cái bọn tham lam, đạo đức giả. Cái bọn lo đong đầy những túi tham không đáy, băng đảng. Hầu hết tụi bay là như thế. Cái bọn chính trị nhân loại đó. Cái bọn buôn thần bán thánh. Hầu hết tụi bay cái bọn chính trị nhân loại, tụi bay là như thế. Từ cái bọn cộng sản, bọn tự do quá trớn, thế giới tự do, thế giới cộng sản, thế giới trung lập, thế giới đạo đức cái gì, lãnh đạo tôn giáo gì các cái đó. Hầu hết tụi bay cái đám lãnh đạo là cái bọn buôn thần bán thánh, bọn chính trị nhân loại. Mà hội đồng lãnh đạo của Việt Nam mà nhân loại là hội đồng giải thoát, đạo giải thoát để dạy dỗ nhân loại, để nhân loại được giải thoát. Những ai ước ao được giải thoát sẽ được giải thoát. Ước ao được giải thoát là phải chấp hành. Đây là đạo dạy dỗ nhân loại để nhân loại được giải thoát. Mà nhân loại trong đó có cái bọn chính trị nhân loại nữa, cần phải học hỏi, cần phải chấp hành. Đó, đạo đạo giải thoát là như thế. Hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại là việc làm như thế. Thành ra cái cháu này lấy cái nick giả vô đây mà hỗn sược, không biết thì ngồi dự cột mà nghe. Nó còn hỗn sược cái kiểu này đó là sẽ gặp đại nạn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Rõ ràng chưa? Rồi trong đây là Nam Cô nè, đạo ăn nói của mấy thằng giả tu hả? Ở đây đâu có ai giả tu ở đây. Mày lên đây nói chuyện với tao. Lên đây. Tại sao mày trốn trong lùm bụi vậy? Tại vì mày ngu, hoặc là mày nhận tiền của bọn quỷ Sa Tăng. Nghe không? Lên đây nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Sám hối gấp, chứ không nói là sẽ gặp đại nạn nghe cháu. Nghe chưa? Cái đứa mà lấy cái nick giả là chữ H với chữ N đấy nè, rõ ràng chưa? Hay là tụi bay cần gặp tao ở đâu, bất cứ đâu ở cõi càn khôn này, tao sẵn sàng gặp tụi bay. Mà tụi bay có dịp gặp tao, tao sẽ biến đổi tụi bay thành người đàng hoàng. Tao có quyền năng đó của Thượng Đế ban cho tụi bay được gặp, gặp được tao ở ngoài đó, bất cứ đâu là tụi bay là diễm phúc mẹ chín đời không có tổ tụi bay đó. Sợ tụi bay gặp tao không được. Bởi vì gặp tao là phải thật sự sám hối thì mới được gặp tao. Còn không thực sự sám hối khó gặp tao lắm. Nghe chưa? Không thực sự sám hối trên đường gặp tao là mày đụng anh hùng chiến sĩ lên thiên rồi. Dạy dỗ mày, dạy dỗ tụi bay. Mà nếu cần á, tụi bay hung dữ ác độc á, với ngài sẽ xô tụi bay té dập mặt, mẹ gãy giò gãy chân băng bột chín tháng đó. Nghe chưa? Nếu cần là cho tụi bay đột quỵ chết luôn, không kịp trối luôn nữa. Chứ đừng có hỗn sược ở đây. Nghe không?
đó, giống nói trước á. Bây giờ tao đuổi mấy tụi đuổi tụi bay ra trước nè, đuổi ra, đuổi tụi tụi này ra, cho tụi bay khó thở trước, nghe chưa? Sám hối gấp, nghe không? Thì chỉ được tha tội, chứ không phải là không khỏi đâu, không khỏi những đại nạn đang đến đó, nghe chưa? Tao không có thời giờ mà đôi coi tụi bay nữa, mà tao đuổi tụi bay ra nè, mấy đứa mà hỗn xược, không để để vậy luôn, để cho đồng bào coi luôn. Tao đâu có mẹ nói chuyện mà tu hành giả dối như mấy cái đứa mà xảo trá lọc lừa ở đây. Tu hành cái gì? Tu hành mà không có chấp hành sấm định mới của Thượng Đế. Tu hành cái gì? Cái bọn mẹ lãnh đạo tôn giáo bây giờ là cái bọn buôn thần bán thánh. Tụi nó không có đứa nào tu hết. Nó xảo trá lọc lừa, nói thẳng, tao nói thẳng luôn, tao nói bao nhiêu năm rồi. Tụi nó không đứa nào dám lên đây nói chuyện với tao hết á. Còn tụi bay có ngon là lên đây đưa bản mặt về ra đây nói chuyện, đâu có gì đâu. Nói chuyện. Tại sao mới núp trong vùng bụi dùng cái nick giả hay như vậy? Hả? Có thể có phải là em mấy em mấy cháu bị quỷ nhập không? Chú giống thương chú giống nói cho biết, chú giống chỉ cách nè để vượt qua những tai nạn sắp tới nè. Khi mà bắt đầu gặp những tai nạn đó nghe không? Nhớ ra giữa trời, ngẩng mặt lên trời cầu nguyện. Nhớ copy cho được hình ảnh, chụp cái hình ảnh này nè trong cái phone mình đó, rồi nhìn vào hình ảnh đó cầu nguyện xin Thượng Đế tha tội cho mình, nghe chưa? Xin Thượng Đế thương xót, nghe không? Ra lệnh cho tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng đừng có phạt mình, nghe chưa? Chứ không ấy là qua không khỏi đâu nha. Cái đứa mà hai đứa là lấy cái nick giả chữ N chữ H nè, nhớ chưa? Rồi tao nói chuyện là đi thẳng vào vấn đề, không có lòng vòng lẩn quẩn. Tu là phải tu hành là phải như vậy, phải thẳng vào vấn đề. Ok, ôi, chào chào quý vị, chào quý em trên đang theo dõi chương trình. Nghe cái dòng nhạc tiếp theo, cái dòng nhạc thương linh hồn và thương cái vía của mình và thương xác mình nữa, nghe chưa? Lo cái phần của mình đi để mà mình được Thượng Đế cứu, nghe chưa? Đừng đừng có để bất cứ ai làm phiền mình hết á. Những ai mà không có kêu bằng biết kêu bằng tôn trọng mình á, không có quý trọng mình á, mà khinh bỉ mình, coi thường mình á, thì mình xin cha trời thiên thượng Giêsu đừng có cho họ gần mình, nghe chưa? Để mà họ học những bài học sống sống phải 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 đàng hoàng, nghe chưa? Thank you.
Đồng bào có ai có câu hỏi gì liên quan đến việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại, kính mời đồng bào gọi vào. Và đồng bào những ai mà nhận được những hồng ân đặc biệt từ khi học từ hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại, kính mời đồng bào gọi vào chia sẻ cho đồng bào bá tánh được biết. Ok. Chào Quốc Kỳ HK mới, đại diện thế giới, đại diện quả địa cầu, đại diện cho tất cả nhân loại, đại diện cho thiên đàng luôn. Việt vương đạo đứng lên cùng nhau đứng, đồng lòng thương tổ quốc của cha trời. Tay nắm tay ta xây dựng ngày mai, trong thương yêu cùng nhau ta chung sống. Đồng bào nhớ copy hình ảnh của Thượng Đế cầu nguyện với Ngài càng nhiều càng tốt, và thông báo hồng ân cứu rỗi của Ngài khẩn cấp. Đặc biệt là Việt Nam chúng ta từ Nam ra Bắc, nhớ chấp hành khẩn cấp để mà những thiệt hại sắp tới đây nè được giảm thiểu tối đa. Mà nhớ nha, bằng mọi cách phải tránh bạo động. Nhớ nha, không có được bạo động, không có trả thù, không có sát hại người này, sát hại người kia hay là làm thiệt hại người khác khi mà những biến lớn xảy ra. Đứa nào mà trả thù hay là làm thiệt hại đến người khác khi mà những biến lớn xảy ra đó, thì những đứa đó sẽ mất những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho thì đáng chịu. Nhớ nha. Là đương nhiên, chú Giống cũng nói trước cho biết sẽ có một số sẽ bị thiệt hại nặng, và bởi vì những thành phần mà chưa biết chương trình thì đương nhiên họ sẽ vẫn còn hung hăng, và khi mà có biến loạn xảy ra thì và cái nạn đói xảy ra thì những cái thành phần đó, đó họ sẽ sinh ra cái thói mà bần cùng sinh đạo tặc. Tức là khi mà nạn đói xảy ra đó, hay là gió đổi chiều đó, nghe không? Rồi người dân nổi dậy đó, rồi những thành phần mà đi hôi của đó, thấy không? Những thành phần kêu bằng hút sách nhậu nhẹt cướp bóc rồi các cái đó, thấy không? Rồi họ sẽ lạm dụng thừa nước đục thả câu, rồi đi cướp giật này kia, rồi sát hại người này sát hại người kia rồi các cái đó, chắc chắn sẽ có những thành phần đó. Và chú Giống cũng nhắc nhở cho mấy em những thành phần đó, nếu mà các em có theo dõi chương trình, được biết chương trình thì đương nhiên các em cần phải ý thức là tuyệt đối không được bạo động, không được làm thiệt hại người khác, không được hôi của, không được ăn cướp ăn giật nhé. Vì thế
đồng bào Việt Nam chúng ta nói riêng và đồng bào nhân loại nói chung phải có hình ảnh của Thượng Đế, để khi mà những biến lớn xảy ra đó, thì những cái thành phần mà hôi của hay là những thành phần bị quỷ nhập đó, họ đến gần mình để mà sát hại mình hay là cướp bóc hay là cái gì đó, thì lúc đó mình có hình ảnh của Thượng Đế. Hình ảnh này có phước lành, Thượng Đế hứa phước lành của Ngài đi cùng hình ảnh của Ngài. Mình đưa ra cho những cái người đó, những người mà định hại mình á, mình đưa ra, mình giới thiệu Thượng Đế là ai, thì quyền năng của Thượng Đế sẽ tỏ ra và bao trùm những kẻ đang lầm đường lạc lối, đang định hành hung người này người kia đó, thì họ sẽ tỉnh thức, họ sẽ không có bạo động. Chú Giống bảo đảm điều đó, bởi vì hình ảnh này có phước lành của Thượng Đế đi cùng. Chính Thượng Đế phán với Thánh Giống rõ ràng như vậy. Ngài bảo là phân phát hình ảnh này cho tất cả nhân loại và kêu gọi nhân loại cũng phải làm như thế. Ngài phán bảo phước lành của Ngài đi cùng hình ảnh khuôn mặt của Ngài do chính Ngài vẽ. Này bề ngang hàng trăm cây số và dài hàng trăm cây số đó. Cái hình màu gốc đây nè. Hình màu gốc. Đây nè cái hình màu gốc. Chụp sao in ra như thế nè. Đây là hình màu gốc nè. Có kê khai tại Hàn Lâm Viện Thế Giới US Congress Public Library. Còn hình này là chuyển màu đậm hơn từ hình màu gốc. Thượng Đế phán phước lành của Ngài đi cùng hình ảnh của Ngài do chính Ngài vẽ. Thành ra khi mà chúng ta có hình ảnh này đó, thì những cái ác nó không có đến gần mình được. Mà những cái ác mà nó có đến gần mình được á, thì Thượng Đế cũng biến đổi nó thành hiền ra. Thấy không? Ngay cả chú Giống bây giờ nè, giờ này còn phải đeo hình ảnh của Thượng Đế nữa, là biết cái tình hình nó cấp bách rồi, nó sát một bên rồi. Có rất nhiều công an và quân đội Việt Nam liên lạc với chú Giống, nói bây giờ là mấy em mấy cháu nói là chú Giống ơi, tụi em có đeo hình của Chúa, tụi em có hình của Chúa hết rồi, Thánh Giống về nước đi, đồng bào sẵn sàng đồng hành cùng chú Giống, đồng bào sẵn sàng chờ đợi đó, mấy em công an nhiều lắm, trong đó có quân đội nữa, còn đồng bào chúng ta thì thôi nhiều người lắm, biết chú Giống biết, ok, nhưng mà cái thời điểm khi mà Thượng Đế đưa chú Giống về nước đó, nó phải có một cái trường hợp rất là đặc biệt, tại vì không thể nào một người mà Thượng Đế chọn để đại diện Thượng Đế để mà hướng dẫn nhân loại trước khi tận thế trở về đất nước Việt để lãnh đạo thế giới, mà trong cái đó Đảng Cộng sản Việt Cộng và đồng bào ở trong nước chưa có chuẩn bị gì hết. Nhất là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đang tại chức và đã về hưu. Và con cháu của mấy em đó, tụi nó chưa có thật sự tỏ lòng thiện chí. Chú Giống đâu thể nào về đất nước Việt Nam để mà van xin lại lục tụi nó, để tụi nó trao quyền xây dựng đất nước, tái thiết nguyên xứ sở do đồng bào cùng nhau làm việc. Cái chuyện đó là cái Đảng Cộng sản Việt Nam tụi nó phải chấp hành, phải quyết định khẩn cấp. Bởi vì tụi nó không có một chọn lựa nào khác. Tụi nó phải hiểu chứ. Chú Giống đương đầu với bọn thế lực ngầm, cái bọn mà bán nước Việt Nam từ sau đại vị thế chiến cho đến ngày hôm nay đó. Chú Giống đương đầu với bọn Tàu Cộng hằng ngày. Tụi nó đã khắp nơi mỗi địa cầu. Bọn điệp báo Tàu Cộng, bọn điệp báo thế lực ngầm, tụi nó khắp nơi, nơi chú Giống đang chung sống. Tụi nó ở khắp nơi mỗi địa cầu luôn. Tụi nó biết chú Giống là ai chứ. Tụi nó biết chú Giống làm gì.
Tụi nó biết đây là cơ hội cuối cùng để cho chúng nó và gia đình chúng nó được giải thoát nữa. Tụi nó biết rõ như vậy. Chứ nếu mà đây là việc làm giả dối thì chú giống... Thượng Đế để nó tiêu diệt chú giống lâu rồi. Nếu đây là việc làm giả dối, Thượng Đế đã nói thẳng là Thượng Đế đã ra lệnh cho chúng nó tiêu diệt chú giống luôn nữa. Nếu mà đây là việc làm giả dối, nhưng đây là việc làm thật. Thượng Đế đã hiện ra với chú giống khi mà chú giống lên 4 tuổi kiếp này đó, giữa ban ngày. Mấy phút đầu tiên Thượng Đế cho chú giống đối diện với những thế giới thiên loại siêu nhiên, quyền năng hơn con người nhiều. Chứ không phải là nhân loại chúng ta đang sống qua địa cầu là chỉ có thế giới nhân loại là bao trùm được quyền kêu bằng sinh sát ở quả địa cầu. Không có đâu. Thế giới ở quả địa cầu này nè, có nhiều thế giới khác đang sống ở đây. Siêu nhiên mà mắt trần tục chúng ta hầu hết là không thể nhìn thấy, chưa thể nhìn thấy được. Đã hiện ra với chú giống. Khi mà Thượng Đế dạy dỗ chú giống bài học đầu tiên khi chú giống lên 4 tuổi giữa ban ngày tại miền Nam Việt Nam kiếp này nè. Vào cái dịp đó, mấy cái phút đầu đó, Thượng Đế đã cho những thế giới thiên loại siêu nhiên hiện ra và tỏ quyền năng cho chú giống biết là họ hơn con người nhiều lắm. Và họ đương nhiên tất cả tung phục cha trời thiên thượng Giê-xu. Giê-xu Maria Giuse. Ok. Chứ không phải là nói là chúng ta, nhân loại chúng ta được quyền sinh sát ngoài địa cầu này, làm như là chúng ta oai nghiêm lắm vậy. Mà xin lỗi, chúng ta đâu phải là thế giới siêu nhiên đâu. Nội với bọn ác quỷ Satan không là chúng ta đã thua chúng nó xa rồi. Nói chi mà chúng ta so sánh với thế giới thiên loại mà siêu nhiên thiên loại. Chúng ta so sánh với thế giới siêu nhiên ác quỷ Satan, nó thuộc về thế giới siêu nhiên đó, chúng nó đã hơn chúng ta xa rồi. Mẹ thế giới ác quỷ Satan, tôi nói là thế giới siêu nhiên đó, chúng nó có tất cả ngoại trừ một cái nó không có thôi, là nó thua Thượng Đế thôi, là nó không ban cho chúng ta được sự sống tuyệt vời đời đời kiếp kiếp. Chúng nó không thể ban cho chúng ta sự sống lại. Chúng nó không thể ban cho chúng ta có sự sống thiên đàng tại thế. Chúng nó không thể ban cho chúng ta sống lại sau khi chúng ta chết. Ngoài ra chúng nó có tất cả bọn ác quỷ Satan đó. Ác quỷ Satan nó thuộc về thế giới siêu nhiên, nó hơn con người nhiều. Và đương nhiên nó không phải là thế giới thiên loại, nó chỉ là thế giới siêu nhiên thôi, nhưng mà nó siêu nhiên, nó hơn con người. Còn thế giới siêu nhiên mà thiên loại nữa, thế giới này là thế giới tuyệt vời, nhiều tầng giới tuyệt vời, siêu nhiên thiên loại. Lãnh đạo bởi Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu. Ok. Đồng bào có ai gọi vào không? Chia sẻ gì không nè? Có đặt những câu hỏi gì không? Thì chú giống chỉ ngại cái là... đó, mình thấy trước mắt rồi, sắp tới đây sẽ có nạn đói đó. Rồi à...
Đảng Cộng sản Việt Nam tụi bay mẹ, mà cái bọn Tàu Cộng tụi bay mà hóng hách, không nghe lời tao dạy bảo là kể như tụi bay sẽ bị xử. Thượng đế xử là không có chạy thoát đâu. Xử chung vụ luôn cho bọn thế lực ngầm sẽ bị xử luôn. Mà xử luôn cái thằng Bắc Hàn nữa. Rồi lãnh đạo của mỗi quốc gia, tụi bay mà đứa nào không nghe lời tao dạy bảo, tụi bay sẽ bị xử hết á. Dạ, Thượng Đế đang ngồi đây nè, ngài đang làm việc đó. Tao đã nói rồi, khai thông những cái đập nước gian ác ở Á Châu khẩn cấp, mà tụi bay không nghe, tụi nó không nghe lời. Mà còn toan tính mẹ tầm bậy tầm bạ nữa, ngăn dòng nước bây giờ là quả địa cầu nó bị đảo lộn tùm lum tà la hết, rồi làm cho mẹ đá ở Bắc Cực đó, ở Nam Cực nó tan ra quá chừng quá đất, không? Còn những cái dòng thủy thần thì bị ứ, nghe không? Rồi bây giờ nó bị đảo lộn hết rồi. Mà tiếp tục như thế này thì đương nhiên sẽ có biến lớn, biến thiên. Hạn hán, rồi lũ lụt, rồi là đập sập, động đất, núi lửa phun, nạn đói. Rồi cùng lúc mấy cái thằng thế lực ngầm, mấy thằng khốn nạn thế lực ngầm nữa, nó tuyên bố, nó nói là phải giải quyết vấn đề mà nhân sinh, nhân loại đông quá, bây giờ phải giảm thiểu tối đa, chứ bằng không có để cho nhiều người sống ở quả địa cầu. Hỗn xược với Thượng Đế hả? Mẹ tụi mày, mấy đứa là lần lượt sẽ bị xử hết. Hình ảnh này là cảnh báo cho biết trước nè. Chú giống ghé Đức Mẹ Long Bích cầu nguyện, xin Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu ban cho một phước lành đặc biệt hiện trên mây để chú giống cảnh báo cho nhân loại. Chú giống cầu nguyện chưa được 7 phút đồng hồ, mở mắt ra nhìn lên nền trời là thấy hình ảnh này hiện ra liền. Đây là hình ảnh nói về biến thiên, động đất, sóng thần, lũ lụt, kinh hoàng. Thấy nguyên cái đầu thủy thần này không? Thần khí oxygen của Thượng Đế tức giận nè. Nguyên cái đầu rồng trắng đó, là thần khí oxygen, là nước đó, bị ứ đó, cái sắp sửa là sẽ bung ra. Bung ra nhiều nơi, rồi động đất này kia, rồi cái là trong đây nè. Có nhiều thành phần là sẽ bị chết nữa. Mà tượng Đức Mẹ này ở tại Long Bích ở Mỹ nằm trong khuôn viên chùa Phật giáo. Bởi vì cái chùa này á, Đức Mẹ Maria ban ơn đặc biệt cho mấy nhà sư Phật giáo ở đây, thành ra mấy nhà sư Phật giáo ở đây mới tôn kính tôn thờ Đức Mẹ, mới để hình ảnh tượng Đức Mẹ ở đây. Ở tại Long Bích ở bên Mỹ nè. Cái hình ảnh này quan trọng lắm đó. Còn bên đây là Thượng Đế đang ngồi ngài chỉ huy để giải quyết những bế tắc nhân loại. Các quyền thần thánh thần này nè, chấp hành làm việc ráo riết luôn. Và Thượng Đế cho biết tất cả nhân loại có mắc bệnh tham lam. Tất cả nhân loại đó, bây giờ đó, nhân loại cần phải sám hối gấp. Đức Mẹ đã cầu nguyện cho nhân loại như bằng tối đa luôn, 24/24 luôn.
Mà giờ đây Đức Mẹ phải đau lòng mà không thể can ngăn được nữa, tại vì biến thiên kinh hoàng lần lượt sẽ xảy ra. Nó đồng hồ gọi đi. Cái này nó đi cùng cái này luôn nè. Cái này bên Việt Nam chụp nè, còn này là chú giống chụp nè. Sắp tới rồi đó. Cái đầu nè, lìa khỏi con cổ luôn. Mẹ những đứa mà hung dữ ác độc, độc tài, tham nhũng, hối lộ, tự do quá trớn, thế lực ngầm rồi các cái, đạo đức giả rồi các cái. Kỳ này mà không lo sám hối khẩn cấp thì tương lai là sẽ bị rơi rớt hết. Đến nỗi mà cái đầu mà lìa khỏi cổ luôn đó. Còn cái thằng em Tàu Cộng hóng hách thì đương nhiên rồi, Thượng Đế xử tụi bay, mẹ Trung ương Đảng Cộng sản Tàu Cộng và những thành phần làm ăn mẹ chung chạ với tụi bay, những cái đứa về hưu cũng vậy, cũng bị xử hết á. Tụi bay tưởng sao, mẹ con cháu của bọn Tàu Cộng hầu hết chúng nó tham nhũng hối lộ, giao tiền cho con cháu tụi nó, tưởng sao con cháu tụi nó bị bọn thế lực ngầm ở Mỹ, ở Âu Châu, ở những châu khác nó dụ rồi chuyển tiền qua ra khỏi Trung Cộng hàng bao nhiêu tỷ tỷ đô la, tính tiền đô la đó, để mà tháo chạy, rốt cuộc rồi bị bọn thế lực ngầm hầu hết là nó giật hết. Tụi bay mày có ngu thì ngu vừa vừa thôi, cũng như là cái bọn mẹ Cộng sản Việt Nam tụi bay đó. Cái bọn mà làm ăn chung với tụi bay, Việt Nam mà giàu có, tụi bay ăn cướp, ăn giật người dân. Tụi bay to rập, lưỡng sao bị bọn thế lực ngầm nó dụ, chuyển tiền ra nước ngoài, bị nó giật hết. Tao nói thẳng đây là bọn thế lực ngầm nó đang theo dõi, đang nghe. Tao thương tụi nó, tao nói thẳng vô mặt tụi nó luôn. Cũng như tao nói thẳng vô mặt tụi bay á. Tao nói vô hồn, tủy, ốc, xương, vía, tim này kia rồi cái. Mà tao nói vô ruột gan, ruột già, ruột non tụi bay luôn nữa. Tao nói thẳng vô cu giái chim tụi bay luôn nữa. Tao nói thẳng vô ốc tụi bay luôn nữa. Tại vì tao thương tụi bay. Tao với tụi bay là một chứ không phải là hai. Chúng ta là con cái của Thượng Đế. Tao những gì tao biết trước, tao hướng dẫn cho tụi bay. Thượng Đế ra lệnh như thế. Tao không hướng dẫn cho tụi bay, tao mang tội ích kỷ. Nghe chưa? Vậy thôi, không có gì hết á. Thượng Đế ra lệnh, tao không chấp hành, tao phạm tội kiêu ngạo. Mà tội kiêu ngạo là tội nặng nhất trong tất cả các tội. Cái này nè, nó có liên hệ. Cái nè. Đó. Sắp tới rồi đó. Nhiều nơi quả địa cầu sẽ bị lũ lụt. Coi đi. Mẹ nó ác quá vậy. Nó chặn mẹ dòng nước, nhiều dòng nước nó chặn hết. Để mà nó đàn áp. Bây giờ riêng Việt Nam không, mẹ nước nôi không có. Nước nôi không có mà uống nữa, làm sao mà nước nôi đâu mà xài, nước nôi đâu mà trồng trọt. À, nó tưởng là nó làm vậy là hay lắm. Kế sách của nó là tinh vi để mà chiếm đoạt, để mà đàn áp. Mấy thằng Tàu Cộng tụi mày ngu quá. Tụi bay biết cái gốc dân tộc Việt Nam là cái gốc chính của thủy tổ loài người,
dân tộc Việt Nam là cái gốc mà quyết định ăn năn sám hối đó. Sau khi mà ông tổ bà tổ mình phạm tội kiêu ngạo đó, không nghe lời thượng đế, phạm tội ở cái vườn địa đàng ngày xưa đó, ông Adam và bà Y bà đó, chính ông bà cũng đẻ tụi bay ra chứ ai, bọn tàu cộng tụi bay, bọn Mỹ đế, bọn Âu Châu, bọn ăn lê rồi này kia, cái khắp nơi quả là cầu, bọn Phi Châu rồi cái, bọn Việt Nam, tất cả nhân loại là con cái của Adam và Eva. Rồi giờ tụi bay cư xử với nhau vậy đó, thượng đế nào mà tha thứ tụi bay được? Nếu mà tụi bay không nghe lời tao dạy bảo thì không thượng thượng đế không có tha thứ tụi bay được. Đặt trường hợp tụi bay đóng vai thượng đế thì tụi bay có bầy con trên dưới 8 tỷ đứa đó. Rồi trong số bầy con tụi bay có những đứa nó ác như tụi bay vậy đó. Rồi tụi bay đóng vai thượng đế, tụi bay xử làm sao với những đứa ác? Ừ. Thượng đế cảnh cáo tụi bay đã đời không được là ngài sẽ đập tụi bay chứ ở đó để cho tụi bay tắc yêu tắc quái à. Để đây, để cho coi. Cho bay chọn. Để nguyên hình này luôn nè, giơ tay đầu hàng vô điều kiện, gần cổ máu me không, cái đầu rớt đây nè, để cho tôi coi. Hết chạy rồi các em các cháu ạ, bây giờ phải sám hối thôi. Có ai gọi vào không? Bất cứ câu hỏi gì liên quan đến việc làm hội đồng lãnh đạo của Việt Nam và nhân loại. Cách này là trong vòng tuần lễ mà đầu tháng 4 rồi mà thấy không, động đất ở Á Châu 7 chấm mấy, động đất ở Đài Loan, rồi ở Nhật Bản thượng đế cảnh cáo đó, mà sắp tới đây là ở Á Châu thượng đế cho nhích vô chút xíu vô Trung Cộng gần mấy mấy cái đập nước là kể như là banh luôn, đối với thượng đế thì dễ lắm. Rồi là sau đó thì tức là sau Đài Loan, cái ngày cảnh cáo ở Á Châu đó, Đài Loan rồi Nhật Bản, rồi sau đó ngày cảnh cáo ở Mỹ Châu, ở New York động đất. Thấy không? Mà lần trước động đất là cách đây 140 mấy năm. Sau đó thì mới động đất trở lại cách đây 2 3 ngày ở tại New York ở Mỹ Quốc. Thành phố mà rung rinh hết trơn. 4 chấm mấy mà thành phố New York rung rinh hết rồi. Đó, Thượng Đế cảnh cáo đó. Ở bên Trung Đông thì thôi, ba con bọ xích ở dưới lòng đất, sâu lòng đất nó trồi lên hằng hà sa số. À, rồi lũ lụt tùm lum tà la ở Trung Đông đó, sa mạc không mà mà bị lũ lụt là làm sao? Thấy không? Còn ở Việt Nam thì thôi, hạn hán, nó thiếu nước, tùm lum tà la hết. Rồi có nơi thì bão rồi kia là tuyết đá rồi kia được, không trồng trọt gì được hết, đúng không? Còn ở miền Nam thì thôi, ở miền Trung thì thôi, nhưng những nơi là nước nôi không có, tại vì tàu cổng nó chặn nước hết rồi, đúng không? Rồi thiếu nước uống, thiếu nước xài, dân khổ ơi là khổ, trồng trọt không được, lúa gạo gì lúa gì đó mạ gì đó nó khô héo hết trơn rồi, bao nhiêu dòng sông bây giờ nó khô cạn hết rồi, đúng không? Rồi chim chóc ở đâu mà nó bay về quá chừng quá đất luôn. Đó là những điềm báo trước đó, rồi sắp tới đây nè đó, hàng ngàn đập nước nó sập cho mà coi đó,
rồi người dân sẽ nổi dậy, tại vì đói đó, người dân nổi lại, nổi dậy là như cái đám giàu có hống hách kiêu ngạo đạo đức giả này, kiểu như là rớt đầu luôn, đầu lìa khỏi cần cổ luôn, lúc đó làm sao mà căn ngăn được. Đó. Nếu mà vua Việt Nam Di Lặc Phật Vương không có mặt ở Việt Nam á, là không có can ngăn được cái trường hợp này đâu. Này chú giống nói trước á, Thượng Đế cho thấy thấy rõ luôn mà. Thấy chú giống về nước vừa rút xuống mà đường còn ướt nhạt mà. Dân chúng thì bệnh nằm la liệt sắp chết, nằm ở ngoài hàng ba ngoài đường á. Chú giống sốc lên cấp cứu. Đó là hình ảnh rất là thê thảm đau thương. Thượng Đế cảnh cáo trước để chúng ta chuẩn bị để mà tránh những trường hợp đó. Giờ đây tụi bay mà chưa mày liên lạc với tao để mà thu xếp với đồng bào để đón rước tao về nước thì thôi tụi bay mày dở quá. Tụi bay mày tiếp tục như thế thì cái cảnh này là khó tránh khỏi lắm. Cái đám độc tài giàu có hống hách kiêu ngạo đạo đức giả kể như tụi bay sẽ lâm vào cái cảnh này nè, đầu hàng vô điều kiện nhưng mà cái đầu vẫn lìa khỏi cổ luôn, không ai can được hết á. Mà cái sự việc này xảy ra không phải là chỉ ở Việt Nam nha, nhiều nơi trên quả địa cầu sẽ lâm vào cái cảnh này nếu mà không nghe lời đạo trưởng thế giới hướng dẫn. Thượng Đế ra lệnh tao đại diện Thượng Đế để hướng dẫn nhân loại, mẹ hướng dẫn tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới. Và đương nhiên hướng dẫn các bọn lãnh đạo tôn giáo, mẹ các bọn buôn thần bán thánh. Khốn nạn như vậy đó. Tu hành cái giấc đắc gì? Mấy con lãnh đạo tôn giáo của Dubai buôn thần bán thánh toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Còn khỏe mạnh không lo đi làm, nuôi thân, chấp hành sấm lệnh của Thượng Đế để mà được Thượng Đế cứu. Ngược lại thì tụi bay lười biếng, bày đặt mặc áo vào tu vô để lường gạt ba tánh. Cái bổn cũ soạn lợi hoài, không được đâu.
Trong đây có mấy cháu báo cáo. Mọi người để ý bên dưới bình luận, lâu lâu mình sẽ thấy số báo cáo số lượng người xem lên đến 3-4 ngàn người, đến 3-40 ngàn người xem. Có máy sẽ báo, có máy không báo. Mọi người để ý giúp con ạ. Đúng rồi. Còn cháu Đạt như này nói là máy báo là 167 ngàn người xem. Chương trình chúng ta đó, livestream thì cách đây khoảng 2 năm thì cái số người theo dõi trực tiếp á, vừa Facebook mà vừa YouTube á, livestream trực tiếp thì số người theo dõi trên dưới 50 ngàn người theo dõi trực tiếp. Thì cách đây gần 2 năm thì bây giờ cái số người nó lên tới vài trăm ngàn người theo dõi trực tiếp là thường. Số người theo dõi đông lắm. Đặc biệt là Facebook á, thì họ báo cáo cho biết là cái số lượng người mà vào cái Facebook của ông á, nó quá nhiều. Họ cho biết mà. Họ nói tại sao ông không làm cái dạng mà thương mại đó. Không? Để mà kiếm tiền. Thì chú giống nói không, Thượng Đế không cho phép. Chương trình không nhận tiền kêu bằng quê hồng gì của Internet hết á. Đó thì đâm ra họ cũng bực mình. Tại sao ông làm để chúng ta cùng nhau hưởng lợi. Nhưng mà chú giống Thượng Đế không cho phép. Cũng giống như là nhạc thiên đàng chú giống làm cực nhọc lắm. Tốn kém lắm, tốn công sức lắm. Thỉnh thoảng thì có vài em, vài cháu giúp, hiểu không? Nhưng mà hiếm lắm, hiểu không? Nhưng mà thay vì đồng bào phải biết điều, phải phụ giúp chú giống nha. Cái này hầu hết đồng bào cứ nghĩ rằng mình không làm, cũng có người khác làm. Thì rốt cuộc rồi, người này cứ tưởng người kia làm, rốt cuộc rồi, tụi bay để chú giống là túng thấy bà luôn. Có người nói tại sao mà chú giống không có lập một cái công ty rồi mở một cái chùa, cái nhà thờ lớn rồi các cái. Rồi là để cho bá tánh người ta tới, người ta đóng góp này kia rồi sẽ nhận được nhiều nhiều sự đóng góp, hỗ trợ lắm. Thượng Đế không cho phép. Không có mở chùa, không có ở nhà thờ lớn vậy đó, không có mở. Tại vì mở là cái là sẽ dính vô cái dạng mà buôn thần bán thánh nữa. Bây giờ hiện tại bây giờ là các chùa chiền am tự nhà thờ khắp nơi trên quả địa cầu là dính chấu hết, trở thành bọn buôn thần bán thánh toàn thời gian hoặc là bán thời gian. Trong tương lai mà Thượng Đế đưa chú giống về nước Việt để mà lãnh đạo thế giới đó, thì những cái văn phòng này kia rồi các cái đã có sẵn, xây sẵn hết rồi. Có cái nào được thì sử dụng thôi, chứ còn mà đặt cái thành lập cái chùa này, cái nhà thờ kia rồi các cái để mà quyên góp tiền nữa, này rốt cuộc là bị quỷ nó bắt vô cái vòng lẩn quẩn, cũng giống như là các lãnh đạo các tôn giáo hiện nay. Tu đâu rồi cũng đâu bằng tu tại gia. Kính thờ Thượng Đế mọi nơi mọi lúc. Mày đặt xây chùa xây nhà thờ là thấy là kiếm chuyện rồi đó. Kiếm chuyện buôn thần bán thánh rồi đó. Không khá nổi. Thank you.
Hồ Chí Minh với đàn em nó van xin thánh giống là lãnh tụi nó ra khỏi quán ngục kìa, lãnh nó ra mẹ một tiếng đồng hồ nó mừng lắm. Thôi đi mệt lắm, thằng này nó hãm hiếp phụ nữ nhiều lắm, thằng Hồ Chí Minh nè, tập kết mà gặp nó là nó đè nó hãm, đứa nào đẹp gái gái là đẹp gái là cái như là sẽ bị tụi nó hãm hết, tự động nó thú tội luôn. Mà cái gì mày, tụi bay cần cái gì, tụi nó đang than vang từ quả ngục á, chú giống bắt điển chú giống nghe được. Ông nói thánh giống ơi, ông ngài là mừng lạnh lãnh tụi em ra để tụi em dằn mặt bọn cộng sản Việt Nam với bọn cộng sản Tàu cộng. Tụi nó dưới quan ngục nó đánh nhau ở dưới á.